Hướng dẫn lắp đặt bộ cửa thép chống cháy chỉ trong 2 phút. Đầu tiên thì hãy kiểm tra và đo đạc khung bao, ô tường, ô cửa để đảm bảo mọi thứ chính xác trước khi bắt tay vào lắp đặt. Tiếp theo, hãy lắp ron cao su vào khung bao để đảm bảo khả năng chống cháy và cách âm tốt nhất. Bước thứ 3, lấy dấu và cố định khung bao vào ô tường một cách chắc chắn, đảm bảo mọi chi tiết đều khớp nhau. Bây giờ, chúng ta cố định bản lề vào cánh cửa, một bước quan trọng để cửa vận hành trơn tru. Sau đó, hãy cố định cánh cửa vào khung bao và kiểm tra sự chắc chắn của toàn bộ khung. Bơm keo foam để chèn kín các khoảng hở giữa khung bao và tường, giúp tăng độ bền và khả năng chống cháy. Tiếp theo, lắp khóa cửa, bước quan trọng giúp đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng của cửa thép chống cháy. Đừng quên lấy dấu và cố định yếm khóa để khóa cửa có thể hoạt động mượt mà nha. Cuối cùng, lắp tay đẩy hơi để kiểm soát việc đóng cửa nhẹ nhàng và an toàn. Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã hoàn thành lắp đặt cửa thép chống cháy rồi. Nếu bạn muốn tham khảo thêm cửa thép chống cháy, hãy liên hệ ngay với Sài Gòn Đo. Và đừng quên like và subscribe để cập nhật thêm nhiều video hữu ích từ Sài Gòn Đo nhé.